Lời nhắc nhở của ông Philippe Jouzier đồng nghĩa với việc Công Phượng, Văn Toàn phải tìm cách giải thoát chính họ khỏi cảnh dự bị ở câu lạc bộ. Công Phượng, Văn Toàn phải tìm cách thoát khỏi hoàn cảnh dự bị mòn ghế hiện tại. Đó là thông điệp mà huấn luyện viên Philippe Jouzier truyền tới bộ đôi cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đang khoác áo các câu lạc bộ ở nước ngoài. Tôi trao cơ hội cho Công Phượng và Văn Toàn ở trận này, nhưng cả hai phải hiểu họ cần tìm kiếm cơ hội để thi đấu sòng phẳng ở cấp câu lạc bộ, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam nói sau trận thắng Palestine. Cả Công Phượng và Văn Toàn đều có dấu ấn trong các bàn thắng của đội nhà trong trận đấu trên sân Thiên Trường, Nam Định tối 11 tháng 9. Công Phượng là người mở tỷ số, còn Văn Toàn kiến tạo cho Phạm Tuấn Hải ghi bàn thứ hai. Dù vậy, đó chỉ là những dấu ấn ở mức chấp nhận được. Nhà cầm quân người Pháp đánh giá màn trình diễn của Công Phượng, Văn Toàn trên hai khía cạnh. Trước hết, chấp nhận được có nghĩa là họ đạt yêu cầu của ông Jouzier ở lần tập trung này. Đương nhiên, ông Jouzier hiểu rõ tình trạng hiện tại của hai cầu thủ hầu như không được thi đấu ở câu lạc bộ trong nửa năm qua. Việc Công Phượng, Văn Toàn xuất hiện ở đội tuyển Việt Nam rõ ràng không liên quan đến vấn đề phong độ. Huấn luyện viên 68 tuổi từng chia sẻ ở đợt tập trung tháng 6 rằng yếu tố phong độ của cầu thủ có thể chưa quan trọng ở giai đoạn đầu tiên ông dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Điều đó không khó hiểu. Ưu tiên của ông Jouzier trong những đợt tập trung để thi đấu giao hữu là tìm hiểu nhiều nhất có thể về các cầu thủ. Thứ quan trọng nhất thu được từ các trận đấu giao hữu theo lời nhà cầm quân người Pháp là thông tin. Do đó, đối với những cầu thủ đã chứng minh được trình độ như Công Phượng, Văn Toàn, điều ông Jouzier cần đánh giá là phong cách chơi bóng của họ, kỹ năng của những cầu thủ này có hợp với phong cách chiến thuật của đội hay không, hoặc phương án nào là tốt nhất để khai thác được họ. Về mặt này, Công Phượng, Văn Toàn cho thấy câu trả lời tích cực. Văn Toàn góp công trong chiến thắng của đội tuyển Việt Nam bằng pha kiến tạo. Khía cạnh thứ hai mà ông Jouzier nói về bộ đôi chơi bóng ở nước ngoài là hiệu quả thi đấu. Có chỗ đứng trong phương án nhân sự là một chuyện, đạt hiệu quả đến mức nào là chuyện khác. Đây chính là vấn đề phong độ. Hiện tại, điều đó chưa quan trọng, nhưng đến tháng 11, khi đội tuyển Việt Nam bắt đầu thi đấu chính thức ở vòng loại World Cup 2026 và xa hơn thế, câu chuyện sẽ rất khác. Công Phượng thiếu trải nghiệm thi đấu thời gian qua khiến cậu ấy gặp khó khăn trong việc hoạt động cường độ cao và gây áp lực thường xuyên. Ông Jouzier nói, thời gian ngồi dự bị liên tục càng dài, cảm giác thi đấu càng khó lấy lại. Kể từ khi V-League 2022 kết thúc vào tháng 11 năm ngoái, Công Phượng chỉ thi đấu đúng một trận cho Yokohama FC. Thống kê của Văn Toàn khá hơn, với 10 lần ra sân ở Hàn Quốc cho Seoul Ilan, nhưng lần gần nhất đã là cách đây 3 tháng. Ở đội tuyển Việt Nam hiện tại, có lẽ Nguyễn Quang Hải là người thấu hiểu cảm giác của hai đồng đội nhất. Quả bóng vàng Việt Nam 2018 giải thoát cho chính mình bằng việc quay trở lại Việt Nam thi đấu. Anh chưa đạt phong độ tốt nhất trong màu áo câu lạc bộ Công an Hà Nội. Tuy nhiên, màn trình diễn khi trở lại đội tuyển Việt Nam lần này rõ ràng là tốt hơn so với hai trận gặp Hong Kong, Trung Quốc và Syria hồi tháng 6. Cảm giác bóng và nhịp phối hợp với đồng đội trở lại với Quang Hải. Công Phượng, Văn Toàn cũng phải tìm ra phương án tự giải thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại. Lời nhắc nhở của ông Jouzier cho hai cầu thủ này một mục tiêu rất cụ thể. Họ cần thi đấu ở câu lạc bộ để giữ được vị thế, vị trí trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Văn Toàn nhiều khả năng sẽ trở về V-League trước tháng 10. Trong khi đó, Công Phượng vẫn đang chờ một lối thoát.